mỗi khi mà các hãng laptop ra mắt những cái sản phẩm mới thì những người mà cảm thấy khổ tâm nhất đó chính là những anh em yêu thích laptop nhưng mà túi tiền thì lại eo hẹp năm nào thì cũng thế laptop sẽ mỏng nhẹ đi một chút cấu hình nó sẽ tốt hơn một chút trông nó cũng sẽ đẹp hơn nhiều chút nhưng mà cái khả năng mua thì lại không tăng một chút nào đó cũng là cái điều mà mình rất băn khoăn suy nghĩ và cuối cùng thì cũng đã suy nghĩ ra được một cái giải pháp đó chính là hãy lựa chọn cho mình một chiếc laptop ra mắt cách đây 2 năm. Tại sao lại là 2 năm? Bởi vì à, con số 2 năm này vừa đảm bảo đấy là một chiếc laptop nó vẫn đủ tốt, đáp ứng được đúng nhu cầu, nó vẫn đủ đẹp và quan trọng là sau 2 năm thì giá thành của nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều. Và ở đây thì mình đang có một chiếc ThinkPad như vậy, ThinkPad T480. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nha. 480 là một chiếc laptop thuộc dòng ThinkPad. Chính vì vậy thì nó có thiết kế của dòng ThinkPad được giữ nguyên qua nhiều năm với thiết kế đó là sự cao cấp và tối giản với một màu đen tuyền và cho một cái cảm giác đó là rất là liền mạch. Và mình tin chắc rằng cái thiết kế này thì nó còn được giữ cho tới khoảng 5 năm tiếp theo vẫn còn được sử dụng cho nên các bạn có thể yên tâm về thiết kế của chiếc T480 này Chiếc T480 này được thiết kế rất là cứng cáp khi mà nó đạt cái tiêu chuẩn độ bền của quân đội Về phần vỏ phía ngoài này thì được làm từ chất liệu đó chính là nhựa PPS đặc trùng Và phủ lên trên nó đó là lớp một cái lớp cao su Cho nên nó có thể chịu được nhiệt cũng như là cái độ va đập rất là tốt Thì mình có thể thoải mái đập vào cái vỏ ở phía ngoài này mà không lo nó bị hỏng hóc hay xảy ra vấn đề gì cả ở phía thân máy cũng như là ở phía đáy máy thì nó được cấu tạo bằng chất liệu đó chính là nhựa kết hợp với đó là sợi carbon cho cái độ chắc chắn nó rất là tốt tổng thể của chiếc máy này nó có cái độ cứng cáp và bền bỉ theo thời gian nên các bạn có thể yên tâm khi trong quá trình sử dụng kích thước của T480 thì cũng khá là nhỏ gọn thôi nó sở hữu một cái màn hình đó là 14 inch nhưng mà chỉ nặng có là 1,6 kg và ở cái điểm dày nhất ở bên cạnh thì nó cũng chưa tới là 2 cm chính vì vậy thì chúng ta có thể dễ dàng mang chiếc laptop này tới bất kỳ đâu ở nhà đến văn phòng hay là đến quán cà phê có thể ngồi làm việc một cách dễ dàng Phần mặt lề của máy thì cũng cho phép mở đến là 180 độ Điều này sẽ rất thuận lợi cho chúng ta trong quá trình làm việc nhóm để chia sẻ những cái thông tin ở trong màn hình à, Và ở cái bản lề nó rất chắc chắn, ở mọi góc độ thì đều cho cái độ vững, độ giữ rất là tốt về phần màn hình của T480 thì nó cho giải màu là 93% sRGB và 75% Adobe RGB Với cái tỷ lệ giải màu như vậy thì nó cho cái phần hiển thị nó rất là tốt Chúng ta có thể ngồi làm việc trong suốt thời gian dài khi mà nhìn vào màn hình Cũng như là trong cái quá trình giải trí như là lướt web, xem phim, lướt youtube Ngoài ra thì màn hình này thì cũng cho phép chúng ta có thể chỉnh sửa ảnh cũng như là video nữa Tiếp theo khi mà nói đến màn hình thì mình phải nói đến đó chính là viên màn hình Hơi tiếc một chút khi mà chiếc T480 này chưa thể được gọi đó là viền màn hình mỏng được bởi vì à, viền màn hình của nó vẫn lên tới là 12 mm. Tuy nhiên thì nó đã cho cái độ hiển thị của màn hình nó rất là lớn, hài hòa với cả chiếc máy này. Về phần bàn phím của dòng ThinkPad thì phải nói rằng là không có gì phải bàn nữa bởi vì nó cho cái trải nghiệm nó rất là tuyệt vời, rất là tốt. Hành trình phím là 15 mm, cảm giác gõ, độ nảy rất là tốt và cái kích thước của từng phím này là 15 x 15 mm nó sẽ hơi cong một chút ở phía bề mặt và được phủ một lớp nhám Chính vì vậy khi mà gõ thì nó sẽ bám cái ngón tay nó cho trải nghiệm rất là thoải mái gõ bàn phím rất là tốt trong suốt thời gian dài ở ngay phía dưới bàn phím này thì chúng ta sẽ có thắt pad, có bề mặt là phủ kính cho nên cái cảm giác khi mà sờ vào là rất mềm mịn và không bị giết tay độ chính xác cũng rất là cao trong cái quá trình mình sử dụng làm việc và một cái điểm nổi bật ở trên dòng ThinkPad đó chính là Checkpoint, một cái núm màu đỏ ở ngay giữa bàn phím này. Khi mà chúng ta đã sử dụng quen rồi, kết hợp cùng với đó là hai phím chuột ở phía dưới này thì chúng ta sẽ không phải sử dụng chuột ngoài nữa mà sử dụng bàn phím Checkpoint cũng như là Touchpad nó đã quá đủ trong cái quá trình sử dụng rồi. Phiên bản hiện tại mà mình đang có ở đây của chiếc T480 thì đó chính là Core i5 8250U ram 8gb, sd 256gb với uh, cấu hình như vậy thì nó đã đáp ứng rất tốt cái nhu cầu công việc của mình uh, có thể mở file excel, word làm việc trong suốt thời gian dài, lướt web, facebook, uh, youtube, mở hàng chục tháp chôm mà vẫn có thể giải quyết rất là mượt mà. Nói chung là với nhu cầu của một uh, nhân viên văn phòng hay là một doanh nhân thì chiếc laptop này nó đã đáp ứng quá tốt cái nhu cầu làm việc thông thường rồi. Ngoài ra nếu các bạn muốn sở hữu một cái cấu hình nó tốt hơn để có thể chơi game hay là sự xử lý đồ họa một cách mượt mà thì các bạn có thể lựa chọn cấu hình đó là Core i7-8650U, RAM 16GB, SSD 512GB, cùng với đó là card đồ họa rời Nvidia GeForce MX150. Với cấu hình như vậy thì các bạn có thể chơi thoải mái những cái tựa game nhẹ nhàng hiện nay cũng như là xử lý mượt mà những cái phần mềm đồ họa chuyên dụng. Về cổng kết nối thì ở phía cạnh bên trái sẽ có hai cổng USB Type C tích hợp tính năng sạc, nhưng mà chỉ có riêng một cổng được trang bị là Thunderbolt 3. Phía bên phải thì sẽ có một đầu đọc thẻ SD, một cổng mạng LAN, hai cổng USB 3.0 Type A và một cổng HDMI, một jack tai nghe 3.5mm. Với số lượng cổng kết nối như vậy thì chúng ta có thể dễ dàng mang chiếc laptop này làm việc ở bất kỳ đâu mà không phải lo trang bị thêm cho mình một hấp chuyển đổi nữa Thời lượng pin của chiếc laptop này thì cũng là một điểm cộng nữa khi mà nó có thể đáp ứng được cái nhu cầu làm việc của mình trong suốt một tuần qua Khi mà buổi sáng thì mình làm việc từ khoảng 8 giờ 8 rưỡi đến buổi chiều tối là khoảng 5 rưỡi 6 giờ Thì chỉ cần một lần sạc lúc đầu ngày 100% pin thì nó có thể đáp ứng đủ cái nhu cầu làm việc rồi Tổng kết lại thì ThinkPad T480 là một sản phẩm laptop đã ra mắt cách đây 2 năm nhưng mà vẫn sở hữu thiết kế cao cấp hiện đại của dòng ThinkPad cùng với đó là độ cứng cáp chắc chắn rất là cao, màn hình hiển thị tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, số lượng cổng kết nối đầy đủ, thời lượng pin thì đáp ứng đủ nhu cầu một ngày, bàn phím ThinkPad thì hàng đầu thế giới thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng mang theo và vì đã ra mắt cách đây 2 năm cho nên là giá thành rất là hợp lý. Nếu như mà bạn nào có nhu cầu tìm hiểu thêm thông tin về chiếc ThinkPad T480 này thì mình sẽ để link xuống phía dưới phần mô tả và các bạn cũng đừng quên đó là chia sẻ những cái cảm nhận của mình xuống dưới phần comment nha. Và đừng quên like cũng như là subscribe kênh YouTube của Thim Pro để theo dõi thêm nhiều thông tin hấp dẫn hơn nữa. Còn bây giờ thì à, xin chào và hẹn gặp lại.